Xin chào các bạn. Hôm nay nói chung là cũng rất là lâu rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu lại cái camera system này. Nó đã thay đổi cái phần mềm app. Trước thì dùng PHP rồi là dùng cái loại kia, nhưng bây giờ nó chuyển sang một cái khác. Đó, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn. Thì đầu tiên thì một cái camera thông thường ấy, khi chuyển đến thì các bạn phải reset nó này. Sau đó mình sẽ reset này. Đó, phải giữ đến khi nào có tiếng như này, có cái hiệu lực reset nhé. Sau đó mình sẽ tải phần mềm này. Ví dụ mình tìm ở trên CS Play này. Đấy, cái chữ G này. Vcam đây phần mềm nó cái chữ GF Vision này. Welcome to use the camera. Đấy, anh còn sát đây, sát được con nét này. Đấy. Đây phần mềm GF Vision là phần mềm mới của những cái dòng CPM các bạn cài đặt về này. Đấy, mở lên này. Đây, ở đây mới tinh ra giao diện mới tinh của cái phần mềm GF Vision này, nó tích hợp với những cái dòng camera IP của CPM. Việc đầu tiên nhé, các bạn cái dấu cộng này, cái cộng trên này hoặc dưới này đều được này, để mình áp cái cam nó ra vào. Thế thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái phần áp mà không cần dùng dây lan. Tiếp theo là bây giờ nha, thì các bạn chú ý cái phần này, cái wifi nhà mình có chip Viettel. Còn khi mà wifi nhà các bạn thì nó có chữ cái phần wifi các bạn này, trong điền mật khẩu. Đó, mật khẩu thì đây là mật khẩu wifi nhé, chứ không phải mật khẩu của cái cam này. Nhớ là mật khẩu wifi nhà mình này. Đấy, như nhà mình thì là mình điền này. Đây là mật khẩu wifi nhà mình. Còn các bạn thì phải điền mật khẩu wifi nhà các bạn nhé. Trong quá trình này nó đang dò tìm kết nối giữa app và camera. Wi-Fi connection start. Wi-Fi connection is successful. Wi-Fi connection is successful. Đó, trước khi tìm thấy kết quả, hiện tại là mình có hai kết quả, thì có một cái cam này là một cái cam của mình đang sử dụng ở trên kia. Đó, cái cam này thì là có cái ID của nó là cái đuôi là END. Đây mình sẽ tìm đây cái kết quả của mình END đây, mình bấm vào đây. Đó, thế thì cái mật khẩu, cái tên của nó thì mình có thể thay đổi là tên cái gì. Ví dụ mình đặt trong nhà thì mình đặt tên là cam trong nhà, hay là mình ngoài trời, hay là bất cứ chỗ nào trong bếp thì mình đặt ở trên này. Còn cái phần ID này, phần giữa này là phải giữ nguyên nhé. Tên đăng nhập này thì mình phải giữ nguyên này. Xong đến mật khẩu mặc định của cái cam CPM này thì nó sẽ có mật khẩu là ADMIN, con admin này, giống như cái chữ trên này. Đấy, mình nhập mặc định nó là ADMIN này. Đấy, đây là mật khẩu mặc định này. Xong sau đó ấn chữ hoàn thành góc trên cùng này. Hoàn thành này, xong đó, bấm xem này, bấm tích vào là xem thôi. Sau này, hướng dẫn là mình chạy luôn này, mật khẩu cũ bỏ qua đi, hoàn thành này. Có nghĩa là cái nó đã update rồi. Cho nên là khi bạn muốn xem một cái cam này thì bạn phải sửa cái mật khẩu đi.
Mật khẩu cũ của nó là AD này, MI này, AD này, MIN này. Bây giờ mình sẽ nhập mật khẩu mới. Mật khẩu mới của mình sẽ được đặt thử thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo là 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn có thể đặt bất cứ một cái gì nhé. Mật khẩu gì được nhé. Chú ý là mật khẩu mới. Và nhắc lại mật khẩu chuẩn nhau đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Và 1, 5 này. Có hiển thị lên này. Giống nhau này. Sau đó nó hoàn thành này. Đấy. Cái phần mềm này ấy, là nó khi mà các bạn muốn muốn sử dụng được thì bắt buộc cái bảo mật của nó là phải thay đổi cái mật khẩu mặc định này đi. Đấy. Chờ một chút. Khi thay đổi mật khẩu thì là cam nó sẽ gần như nó khởi động lại. Welcome to use the camera. Đấy. Trong lúc mình thay đổi mật khẩu thì nó sẽ khởi động lại. Wi-Fi connection is successful. Rồi, ok, hiện online là đã được rồi. Chỉ kích vào là xong luôn. Đây. Ok nhá. Mình quay cho các bạn xem. Bật lên. Ok rồi. Vậy là mình đã hướng dẫn cái phần mềm mới của IP của Cam CPN. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.